Quá sức là tàn bạo và quá sức là hấp dẫn. Mình nhí lại. Nhưng mà giá như là trong lúc bạn hát ấy, có những lúc là các tất cả mọi người bè vào đấy thì nó hay hơn. Bạn có thật sai. Chào ba chàng trai và cô gái rất ấn tượng của chúng ta. Ngày hôm nay tôi thấy các bạn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đầu tư từ trống, micro cũng mới ha. Và có thể là cái cách hóa trang nó cũng rất là lạ, vẫn như thường ngày. 2 phút dành cho nhóm White Noise, bắt đầu. Bạn có thật sai. Xa nhau đêm nay khi bóng đêm đã ngủ say, đừng xa nhau đêm nay, đêm rất dài. Hãy ôm nhau đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa nhau đêm nay. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Sao xuyên đã ngừng quên. Giống như mắt nào vừa trong bóng đêm khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Đừng xa nhau đêm nay. Đừng xa nhau đêm nay. Chúc mừng nhóm White Noise với một phần biểu diễn cũng giống như lần trước, cũng rất là sinh động và ấn tượng từ bạn Hà. Bây giờ thì các bạn sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Ông lớn quá, tôi cảm giác như vậy. Cái giọng bị ép, cái giọng ca chính không nghe được. Nghĩa là hoàn toàn là cái tinh thần thì rất là hay, nhưng mà cái giọng bị ém, cái giọng chính bị ém hoàn toàn. Không phải, tại vì hôm nay là có thêm phần trình diễn trống nữa nên là hát giảm bớt lại đúng không? Có trống cho nó có cái mới đúng không? Nghĩa là tôi tưởng tượng một cái sự rất là điên thì cuối cùng nó lại rất là vừa phải. Nó chỉ có điên ở cái động tác và cái dàn nhạc thôi, còn cái giọng ca không bốc. Hôm nay mình chờ đợi Hà vì nó điên hơn như vậy, khủng khiếp hơn. Ra thấy hoành tráng là mình trong bụng mình đang là nghĩ là được rồi đây, nhưng mà tới hồi nói chung nói với bạn buồn nhưng mà có hơi bị hụt hẫng một tí. Thực ra đối với các bạn thì về phong cách rất là pro ha. Cái phong cách rất là chuyên nghiệp. Cái tiết mục của các bạn cũng là một cái tiết mục giải trí nhưng mà rất là thẩm mỹ. Mặc dù là các bạn hát nhạc rock tôi thấy rất là đẹp. Đúng là chỉ có điều đáng tiếc là tại vì tôi không nghe được cái giọng hát của bạn gái. Mặc dù khi mà bạn diễn cái thần thái của bạn hay lắm, thần thái rất là hay, nhưng mà cái giọng không nghe được để mà nó thấy hết cái nội lực của bạn. Đó là một cái điều rất là phí. Mặc dù tôi nghe được chút chút cái chỗ mà đêm đã ngủ say, cái say của bạn luyến khác những cái ca sĩ khác, nhưng mà nó không có đã được là bởi vì nó không nghe được hết. Đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Chứ còn nói chung là
tiết mục của các bạn là một tiết mục giải trí mà rất thẩm mỹ luôn. Chúng ta đã nhận được số khán giả bình chọn là 70%, có nghĩa là bạn không được cộng thêm một điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Phương Thanh 9, Hồng Vân 9, Minh Nhí 9 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm các bạn có là 44 điểm.